vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, qua tình huống trong chương trình hôm nay, chúng ta có thể thấy rằng một số những biểu hiện thông thường như là ho có đờm chẳng hạn, thì chúng ta thường khá là chủ quan rằng và nghĩ rằng đó là những căn bệnh dễ dàng điều trị mà thôi. Nhưng ngày hôm nay thì Tuyết Anh xin được cập nhật với quý vị rằng ho có đờm còn là biểu hiện của một căn bệnh nguy hiểm khác, đó là giãn phế quản. Và sau đây để tìm hiểu căn bệnh đó là gì thì xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Như Vinh. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình. Xin chào Tuyết Anh, xin chào các quý khán giả đang xem đài. Thưa bác sĩ, giãn phế quản là căn bệnh nên được hiểu như thế nào, đúng không? Thì giãn phế quản là một cái tình trạng phế quản nó bị giãn. Vậy phế quản là gì? Phế quản là những đường ống ở trong phổi. Dạ. Nó có chức năng dẫn khí để khí đi vào đi ra trong cái phổi của mình. Và vì một lý do nào đó mà cái phế quản thay vì nó một cái đường ống bình thường thì có những đoạn nó bị giãn, nó phình lên, nó tạo thành những hình dạng giống như là cái chuỗi hạt tràng, hoặc là nó phình thành những cái túi, thì rồi người ta gọi đó là bệnh giãn phế quản. Dạ, thưa bác sĩ, không biết là bệnh này nó ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe hoặc là những biểu hiện của căn bệnh là gì ạ? Có một điều là khi phế quản nó bị giãn ra thì rất hiếm trường hợp nó trở lại cái hình dạng ban đầu. Và khi nó giãn ra như thế thì đàm nhớt thay vì một cái ống nó trơn láng thì đàm nhớt sẽ được khạc ra một cách dễ dàng. Dạ. Thì bây giờ phế quản nó bị giãn thành những cái bóng như thế, những cái túi như thế, thì đàm nhớt nó sẽ đọng trong đó. Và khi nó đọng lại trong đó thì vi trùng nó có cơ hội nó mọc, nó phát triển lên và nó gây ra một cái tình trạng viêm nhiễm, nhiễm trùng và nhiều khi ho ra máu. Phế quản của chúng ta dẫn đến tình trạng giãn như thế là vì nguyên nhân gì? Thường người ta thấy rằng á, cái phế quản nó bị giãn sau một cái đợt nhiễm trùng. Người ta gọi là bệnh giãn phế quản mắc phải. Nhiễm trùng đó có thể là nhiễm vi trùng, có thể là nhiễm siêu vi. Ví dụ như những đứa trẻ nó bị sởi, bị ho gà đi, thì sau này khi mà lành đi, đôi khi một số đứa nó có cái biến chứng là bị giãn phế quản. Yeah. Còn người lớn là có thể là bị viêm phổi, có thể là bị viêm phế quản mãn tính do thuốc lá, hoặc là bị lao phổi. Sau khi chúng ta điều trị lành thì cái vết tích còn lại nó cũng có làm cho phế quản nó bị giãn đi. Đó là những trường hợp giãn phế quản mắc phải. Nhưng mà cũng có một số người không bị nhiễm trùng gì cả vẫn bị giãn phế quản. Người ta gọi là bẩm sinh. Vậy thì thưa bác sĩ, với căn bệnh giãn phế quản này, quá trình chẩn đoán diễn ra có dễ dàng hay không? Và có gặp phải những điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý không? Vâng, thì cái bệnh này nó cũng tương đối dễ chẩn đoán chứ không có khó. Dạ. Thường là người bệnh sẽ có những biểu hiện hô hấp kéo dài. Họ sẽ cứ ho khạc đàm thường xuyên và thỉnh thoảng ho ra máu. Và khi họ tới với một cái biểu hiện ho ra máu thì bác sĩ lúc đó sẽ cho những cái xét nghiệm, đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh. Ví dụ như là chụp hình phổi, X quang thông thường, hoặc là chụp CT scan thì sẽ thấy những cái phế quản nó bị giãn. Thưa bác sĩ, nếu như quá trình chẩn đoán dễ dàng như thế thì quá trình điều trị có diễn ra dễ dàng tương tự không ạ? Về chẩn đoán thì tương đối dễ nhưng mà điều trị nó lại khó. Như vừa trình bày, cái phế quản nó đã giãn rồi thì chúng ta không làm cách nào để cho nó bình thường trở lại, giống như cái bong bóng mà nó đã bị dùng rồi, chúng ta không làm cho nó hết dùng được. Thì cái điều trị giãn phế quản, bệnh giãn phế quản thì chúng ta có hai cái cách. Cách đầu tiên là chúng ta chỉ điều trị những đợt cấp thôi. Ví dụ như tới cái đợt người bệnh bị nhiễm trùng, bị ho, bị khạc đàm vàng, đàm xanh, bị sốt, như vậy có một cái tình trạng nhiễm trùng ở trong cái đường thở, trong phổi, thì khi đó bác sĩ sẽ cho những thuốc kháng sinh, những thuốc kháng viêm, những thuốc long đàm để trị những cái đợt cấp đó, để cho bệnh nhân qua cái đợt cấp đó. Nhưng mà cái nền giãn phế quản của họ thì không làm gì cả. Cái cách số 2 là chúng ta điều trị cái nền. Cái nền đó nó cũng tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Có những bệnh nhân họ giãn phế quản gọi là khu trú, chỉ có một vùng nào đó trong phổi bị giãn phế quản thôi. Dạ. Thì lúc đó phẫu thuật sẽ giải quyết được, là cắt cái vùng phổi đó. Dạ. Cái phổi mà nó cũng tương đối rộng, mình cắt một vài thùy thì vẫn sống bình thường. Dạ. Thì chúng ta cắt bỏ nó đi. Thì khi đó cái phần giãn phế quản trong cái phần phổi đó được lấy ra ngoài thì chúng ta sẽ không còn bị giãn phế quản nữa. Nhưng cũng có những người họ bị giãn phế quản nó không có nhiều nhưng mà nó chỗ nào nó cũng giãn chút hết, thì chúng ta cắt cũng không được. Nếu mà cắt thì cắt hết cái phổi thì làm sao mà thở được. Cho nên trong những tình huống đó chúng ta đều phải gọi là chấp nhận sống chung với lại cái bệnh giãn phế quản đó. Và nếu mà chúng ta sống chung á thì chúng ta phải làm sao đừng để người bệnh vào những cái đợt nhiễm trùng, đừng để người bệnh vào những đợt mà ho ra máu.
thì bằng cách là có những phương pháp vật lý trị liệu hô hấp, uống thêm thuốc long đàm, uống thêm nhiều nước thì giúp cho cái đàm nó loãng. Và mỗi ngày bệnh nhân phải có những cái cách, ví dụ như là có thể mình chóc cái đầu xuống, mình vỗ lưng, thì đàm nhớt nó sẽ động ở cổ bệnh nhân. Bệnh nhân khạc ra, ngày nào cũng khạc ra một chút, ngày nào cũng khạc ra một chút. Hoặc là đi tới những cái phòng vật lý trị liệu, họ sẽ có những động tác kích thích cái cơ hoành để cho chúng ta có một cái gọi là ho tích cực, ho mà hiệu quả để tống đàm ra. Ngày nào chúng ta cũng tống ra một chút như vậy thì tránh hiện tượng đàm nó động lại ở những cái phế quản giãn. Yeah. Và như vậy tránh nhiễm trùng. Và khi đó tránh nhiễm trùng thì sẽ không có những cái đợt cấp, không có những đợt ho ra máu. Thì đó là cái cách điều trị lâu dài. Còn một cái cách nữa là khi bệnh nhân ho ra máu mà ho cứ dai dẳng hoài thì giờ làm sao? Thì ngoài trường hợp mà chúng ta cắt được cái phần phổi mà gây ho ra máu, nếu như cái dạng phế quản đó là khu trú, còn lại nó không khu trú thì khi đó có một biện pháp khác là người ta có thể luồn cái catheter vào thuốc ở trong những động mạch phổi đó, và người ta bơm cái chất keo để bít cái động mạch đó lại, giúp cho bệnh nhân không còn ho ra máu nữa. Yeah. Thì đó là những phương cách mà giới y khoa có thể làm được cho những bệnh nhân bị giãn phế quản. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy thì bản thân mỗi người trong chúng ta có thể làm gì để chủ động phòng tránh đối với căn bệnh này ạ? Yeah. Thì để chủ động phòng tránh về mặt di truyền thì chúng ta không biết làm gì rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà về giãn phế quản do mắc phải, như vừa trình bày, chủ yếu là do tình trạng viêm nhiễm, có thể là những năm đầu đời, cũng có thể là những năm sau này. Thì đối với trẻ em thì chúng ta phải chích ngừa đầy đủ để tránh trường hợp em bé sẽ bị một số cái bệnh lý nhiễm trùng. Còn đối với người lớn thì chúng ta cũng nên đi khám kịp thời nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái đường hô hấp mình tối đa là 2 tuần nữa hết. 2 tuần rồi mình cũng chưa hết. Yeah. Vì vậy chúng ta phải đi khám để nếu mà có lỡ có nhiễm trùng thì điều trị kịp thời. Hoặc là ho không phải tới 2 tuần nữa mà mới có vài ngày nhưng mà càng ngày càng ho rất là nhiều. Hoặc là có thêm những biểu hiện khác, ví dụ như là sốt lên, kẹt đàm xanh đàm vàng, như vậy chứng tỏ là có nhiễm trùng. Thì khi đó chúng ta phải đi khám để được bác sĩ cho cái thuốc chống nhiễm trùng kịp thời. Thay mặt cho chương trình, Tuyết Oanh rất cảm ơn những chia sẻ cực kỳ hữu ích vừa rồi của bác sĩ Như Vinh ạ. Cảm ơn Tuyết Oanh ạ. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.